Được mệnh danh là kinh đô Phật giáo của Việt Nam, Huế mang trong mình rất nhiều ngôi cổ tự, hay những ngôi chùa với bề dày lịch sử và kiến trúc rất độc đáo. Mỗi ngôi chùa đều có nét riêng, nét đẹp mà du khách thập phương khi ghé đến nơi đây, không khỏi xuyến xao và thương nhớ. Huyền Không Sơn Thượng là một ngôi chùa dành cho khách thập phương yêu thích sự yên tĩnh với cảnh đẹp nên thơ. Không như những ngôi chùa mà chúng ta thường thấy ở cái nhìn đầu tiên là cổng tam quan, ở đây chỉ có một cổng và đơn sơ như những ngôi nhà vườn Huế. Nơi đó có một cột đá cao ghi Dừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng bằng nét thư pháp tĩnh lặng. Năm 1989, Thượng tọa Giới Đức đã xin chính quyền địa phương 50 hectare đất để trồng rừng và làm nơi tu thiền. Qua bàn tay sáng tạo, ý chí kiên cường và tâm hồn của mình, sau 30 năm, chúng ta được thụ hưởng một rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng xanh ngát và hữu tình như ngày hôm nay. Nằm ở lưng chừng núi, Huyền Không Sơn Thượng mang một vẻ đẹp kỳ lạ, huyền ảo. Một khuôn viên dợp bóng hàng thông xanh với những con suối, ao hồ nở đầy nhũng bông súng. Bên trên là mây mờ che phủ, hòa lẫn với tiếng chim ca hót, tạo nên một chốn bồng lai tiên cảnh thực sự. Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng nổi tiếng về thư pháp. Từ chánh điện cho đến ngoài khuôn viên chùa, không đâu là không có những bức thư pháp. Đây đều là những tác phẩm của Thượng tọa Giới Đức với bút hiệu là Minh Đức Triều Tâm Hành. Là một người nổi tiếng về thư pháp và là người đầu tiên viết thư pháp ở Huế bằng bút lông và viết bằng chữ quốc ngữ. Những nét bút uyển chuyển, mềm mại trong các bức thư pháp được khéo léo sắp đặt quanh khuôn viên chùa, khiến toàn cảnh chùa trở nên đầy chất thơ. Huyền Không Sơn Thượng là ngôi chùa theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Theravada, là một nhánh của hệ phái Phật giáo Tiểu Thừa. Xuất hiện lần đầu ở Sri Lanka, sau đó lan rộng đến các quốc gia Đông Nam Á, và du nhập vào Việt Nam vào khoảng 300 năm trở về trước. Trong thờ tự, Phật giáo Theravada chỉ thờ một vị Phật duy nhất, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền, Hoàng hậu Maya nằm mộng, thấy một con voi trắng sáu ngà, vòi cuốn một hoa sen lớn màu trắng, từ trên trời bay xuống chui vào hông phải của bà. Lúc đó bà cảm thấy thân tâm khoái lạc, sáng chói như ánh trăng rằm. Thức dậy, bà đem chuyện giấc mộng kỳ lạ kể cho nhà vua nghe. Nhà vua Budonna liền cho mời 64 nhà tiên tri Bà La Môn đến giải mộng. Các vị này đoán là hoàng hậu đã mang thai và hoàng tử sắp được sinh ra, sẽ là một đại đế hoặc một thánh nhân tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó, hoàng hậu Maya hạ sinh một bé trai tại vườn Lâm Tỳ Ni, đặt tên là Siddhartha, Tất Đạt Đa, chính là người sáng lập ra Phật giáo sau này Phật Thích Ca Mâu Ni. Ban đầu, ngài lựa chọn phương pháp tu tập ép xác khổ hạnh, thiền định về trạng thái tỉnh giác rộng lớn như hư không. Kinh điển ghi lại rằng, trong 2 năm đầu, ngài gần như không ăn gì ngoài vài hạt mè, trong 2 năm kế tiếp, ngài chỉ uống nước, và 2 năm cuối Đức Phật không hề dùng thực phẩm gì. Trong suốt thời kỳ khổ hạnh cực kỳ khắc nghiệt đó, thân thể ngài trở nên gầy mòn, đen đúa như bộ xương khô, mọi người gọi ngài là Hắc Mâu Ni. Ngài không hề dịch chuyển, chỉ ngồi thiền tĩnh lặng như một tảng đá, đến nỗi kiến còn làm tổ ngay dưới chỗ ngồi của ngài. Nhưng rồi ngài chợt nhận ra, khổ hạnh không đưa đến giác ngộ. Sau đó, quyết định hướng nội và xả ly, không theo con đường khổ hạnh. Trải qua 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, ngài đã giác ngộ và thành đạo. Trong tu học, Theravada tập trung giới, định, tuệ, chú trọng về tâm là trở về với chính mình. Người tu sĩ phải tự mình lên đường, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hậu đạo trong tu học. Giải thoát tham sân phiền não trong lòng mình là Phật pháp chú trọng tu để giải thoát. Một truyền thống y bác của Theravada đó là chỉ bình khất thực. Hình ảnh vị hòa thượng hiền hòa và giản dị, đầu trần chân đất, tay ôm bình gốm đi khất thực. Tuy nhiên truyền thống khất sĩ ngày nay cũng có nhiều biến đổi trong các tông phái. Đa phần các tu sĩ Phật giáo không mấy phải chỉ bình khất thực với phương thức một bát cơm ngàn nhà nữa. Những dấu ở chùa, họ vẫn nhận sự dâng cúng của Phật tử và cộng đồng tín Phật, các nhà hảo tâm để sinh sống và tu tập giải thoát. Vì thế, về bản chất, họ vẫn là khất sĩ, trên xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, dưới xin vật thực của chúng sinh để nuôi thân và giáo hóa, gieo duyên. Vừa bước chân vào chùa, du khách sẽ cảm nhận ngay không khí trong lành bởi thiên nhiên hùng vĩ. Tản bộ dưới những tán cây, hít một hơi thật dài, lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran là cách thú vị nhất để tận hưởng sự bình yên tại ngôi sơn tự này. Chùa được quy hoạch gồm hai khu vực chính là ngoại viện và nội viện. Trong đó, ngoại viện là nơi tổ chức các nghi lễ thờ cúng, sinh hoạt của các lễ nghi Phật giáo, còn nội viện sẽ dành cho các nhà sư tu tập, sinh hoạt. Khuôn viên ngoại viện của chùa Huyền Không Sơn Thượng được thiết kế theo phong cách phóng khoáng, hòa mình vào thiên nhiên với vườn cỏ và nhiều cây cổ thụ xanh mát. Hàng ngày, các nhà sư ra đây để thiền, đàm đạo và ngâm thơ. Chùa còn được bao quanh
bởi rừng thông xanh ngát và hệ thống hồ nước rộng lớn được chia thành từng khu vực như những hòn đảo nhỏ có các cây cầu bắc qua. Không gian kiến trúc trong chính điện và khu nhà của chùa cũng rất đặc biệt bởi không sơn son thiếp vàng nguy nga, ngôi sơn tự mang phong cách kiến trúc rất gần Việt, bình dị, nhẹ nhàng. Nhiều du khách tìm đến chùa, tản bộ dưới những hàng cây để quên hết mọi âu lo muộn phiền. Hàng ngày, chùa đón tiếp Phật tử, du khách phương xa ghé thăm. Trong chùa vẫn có một số khu vực dành riêng cho các sư thầy, Phật tử tu tập nên sẽ hạn chế người viếng thăm. Thời điểm lý tưởng để bắt chọn khung cảnh huyền ảo của ngôi chùa này là lúc bình minh lên. Từ trung tâm thành phố Huế, du khách theo hướng đường Kim Long để đến chùa Huyền Không Sơn Thượng. Sau khi qua chùa Thiên Mụ, đi thẳng hết đường Văn Thánh, qua cầu Sước Dũ khoảng 1 km là đến địa phận thôn Đồng Trầm. Từ đây, du khách đi theo bảng chỉ dẫn khoảng 3 km sẽ đến được chùa. Trong không khí ấm áp thân quen vốn là nét riêng ở chùa Huế, các thiền sư không chỉ là người giữ chùa mà đang giữ lấy hồn chùa. Khách thập phương có thể đến đây đàm đạo với các thầy về hội họa, học nhiếp ảnh và chia sẻ những bài thơ mới. Thượng tọa Giới Đức đã có nhiều đóng góp trong kho tàng văn học nước nhà. Ngoài những sách về đạo Phật, ông đã xuất bản nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn. Ở am mê tía chùa Huyền Không, bên cạnh những buổi bình thơ, còn là những buổi thảo thư pháp của các hoa bút nổi tiếng miền Hương Ngự. Với các thế thư pháp là chân thư, hành thư, thảo thư, triện thư và họa thư, đủ nói lên phong cách các nét bút qua cái tâm để nói được cái hồn của chữ. Chữ dưới bàn tay phóng bút tài hoa, mẫn cảm mà thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, có ẩn chứa ý tứ, trông chữ thấy hình, trông hình thấy chữ. Thế mới có câu rằng, nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ kiểu, đủ nói lên thư pháp được trân trọng trong kho tàng văn hóa dân tộc. Và cửa thiền Huyền Không, ngoài tôn giáo, ngoài chốn thảo an vãn cảnh, còn là một góc nhân văn của xứ Huế mộng mơ. Du khách lên chùa là gặp ngay ở triền núi, dọc con đường vào những tấm đá khắc chữ bằng thư pháp đã phôi pha màu thời gian, cho ta nhiều suy ngẫm và triết lý, ở đấy bằng thơ bằng chữ, qua cảnh qua tình mà thấy đạo thấy đời. Tôi là Trang Trần, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi dành thời gian vãn cảnh chùa Huyền Không Sơn Thượng.